Đoạn video ngắn này thì mình sẽ chia sẻ một số cái hình ảnh về những cái chiếc 6040 đi. Thì video sau mọi người nhớ theo dõi trên tất cả các kênh mạng xã hội của Hiền Máy Cày á. Mình sẽ chia sẻ về 6040 cũng như là 70, như là so sánh thầy 6040 cũng như là 70, xem một cái chiếc máy nào mà nó phù hợp với mọi người. Ở trong này thì cái chiếc này là hôm qua mình cũng có chia sẻ một số cái hình ảnh livestream trước khi mà nó được rửa. Thì hôm nay rửa xong hết rồi, lọc keo tất cả xong hết rồi. Đây là những ba chiếc ở đây hiện tại vừa qua, đó là cái chiếc đều là những cái phiên bản của thằng Thái Lan. Nó đều có những cái làm mũi đầu cũng như là cày sới nó đi kèm với cái làm mũi đầu luôn. Cái chiếc này chắc là chia sẻ trong khoảng 3-5 phút gì đó để mọi người có thể xem được cái ngoại hình của cái chiếc 6040. Bản này là cái bản cao nhất trong ba chiếc hiện tại. Chiếc này thì nó sẽ được sản xuất năm 2020 và cái độ cứng của nó còn khá là cứng nha. Ở đây mình đi lòng vòng xem, nói chung là tất cả các chi tiết ở trên cái con 640SU này là nó zin hết. Thì mọi người đến mà anh chị nào đang có nhu cầu thì cứ đến mà mình cứ xem thực tế coi cái chất máy nó như thế nào. Và giá cả thì có thể alo theo số điện thoại là 0968950987, gọi trực tiếp cho mình hoặc là trao đổi qua Zalo, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn nữa. Trong cái video này thì chúng ta chỉ xem sơ qua thôi chứ chưa cảm nhận được cái chất động cơ của nó như thế nào, cũng như là số máy nó vận hành như thế nào, nó có hú hay không, bơm vọng nó như thế nào nữa. Nên khi mà mọi người xem trực tiếp thì mình dễ nói chuyện về giá cả hơn. Nhiều còn cái số giờ không cần quan tâm đến đâu. Cái số giờ nhiều khi những cái máy này nè, những cái máy mà nó chạy ít nhưng mà cái số giờ nó lại sao, nghĩa là một số máy chạy ít mà cái giờ của nó, cái giờ thực tế của nó còn lại nhiều hơn những cái con máy mà chạy nhiều nữa. Tại vì những cái đồng hồ digital này hiện tại thì ở Việt Nam của chúng ta can thiệp được, nên mọi người khi mà xem máy thì phải xem cái chất máy của nó như thế nào, và để xem chất máy thì phải đến trực tiếp. Còn việc vận chuyển thì vận chuyển toàn quốc, vận chuyển cả nước, nên mọi người cứ an tâm về cái vấn đề vận chuyển, cứ đến xem máy trực tiếp. Khu vực ở đây là hiện tại là Tam Nông Đồng Tháp nha, Tam Nông Đồng Tháp, thì mọi người có thể xem máy trực tiếp tại Tam Nông Đồng Tháp. Ở đây thì có nơi để mọi người trải nghiệm luôn. Tối nay mình sẽ hoặc là sắp tới chuẩn bị mình sẽ có một cái live stream để chia sẻ về 6040 như là 5018, 6040 hiện Thái. Hiện tại ở khu vực của mình là chủ yếu là những cái con máy Thái Lan thôi, chứ chưa có làm những cái con máy Việt Nam. Một số cái thông tin chia sẻ sơ về cái chiếc về cái dòng model 6040, 7040 có trong những cái video trước rồi. Anh chị xem qua, mọi người xem qua những cái hình ảnh ở trên cái chiếc 6040SU này, thì về cái giá cả mọi người hãy gọi cho mình, mình sẽ cho mọi người một cái giá nó đúng với cái giá thị trường, với lại đúng với cái chất lượng của sản phẩm của chiếc máy nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video chia sẻ về máy nông nghiệp như 60 70 50 49 57 98. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau.